Và sau đây là phần chia sẻ kết quả của các khách hàng. Người đầu tiên xin được giới thiệu, bác là một người lớn tuổi, đã gần 70 tuổi. Bác đã biết dòng sản phẩm của công ty và đã sử dụng cho sức khỏe của mình. Sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một bác Đào Văn Khiển. Xin hỏi bác Đào Văn Khiển có mặt ở đây không ạ? Vâng, xin mời bác bước lên sân khấu ạ. Thưa bác có thể chia sẻ đôi điều cho tất cả quý vị khách hàng ở đây được biết về công dụng của sản phẩm như thế nào? Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu trong buổi họp mặt khách hàng ngày hôm nay, trước khi Đào Văn Khiển quê ở Hưng Yên, ngoài Bắc, năm nay tôi 63 tuổi, tôi về hưu được 25 lần. Nhưng mà trước khi về hưu ấy, là tôi nghỉ ở nhà thì cũng buồn. Nhưng mà cái bệnh mà tôi mắc là bệnh thoái hóa cột sống, thoát vị đây là hẹp ống sống. Bệnh nữa, bệnh hút rất nặng. Có nghĩa là với hai bệnh vừa rồi thì tôi có người em nằm ở bệnh viện chuyên môn mổ thì đã khuyên tôi là mổ, phải mổ đốt sống thì mới khỏi được, và không mổ thì không thể đi được. Và cái cơn đau nó dữ dội, nhiều khi đêm mà tôi nằm nó không ngủ được, tôi phải đứng trong suốt đêm này. Thế cho nên là cái căn bệnh nó rất là nguy hiểm, mà em tôi nó khuyên mổ, tôi không có mổ. Vì tôi đã hỏi thăm những người mổ thế nào mà mổ cái bệnh này ấy, thì tôi thấy rằng là tôi tìm đến cái người mà bác sĩ giỏi nhất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là mổ về đồ sống ấy, là bác sĩ Thành ở bệnh viện Trấn Tân Chỉ Hình. Thì tôi hỏi bác sĩ này mổ thì có giỏi không, người ta nói là bác sĩ này mổ 10 ca thì cũng có 3 ca bị liệt nằm đó. Thế tôi sợ quá, tôi bảo nếu mà 3 ca đó mà chúng vào tôi và một cái 3 ca, tôi cũng là một trong 3 ca thì tôi đời tàn. Đó là tôi quyết định mà không mổ. Cái bệnh thứ hai là cái bệnh của tôi là bệnh gút rất nặng. Tôi bị gút khoảng 20 năm rồi. Thế mà tôi thường xuyên uống thuốc Zyrtec và Colchicine. Cứ khoảng độ 1 tháng là tôi phải uống một lần. Không uống không đi được. Thế cho là cho nó mà nó đọng cái gút ở các cái khớp tay này và khớp chân này đi không được. Thế hai cái bệnh nặng như thế. Thì tôi đã chữa bệnh, uống thuốc Tây chúng ta cũng rất nhiều rồi. Thì tôi đến với cái sản phẩm Noni này cách đây 2 tháng. Nhờ cô Liên Hoa và anh Trần Công Nhân nghe thấy những cái tác dụng này, tôi thấy chất này và có thể sử dụng cho bản thân tôi được. Thì tôi đã mua về cho sử dụng được 2 tháng rồi, người nó khỏe lên. Không nổi. Nó tê suốt hai chân này. Nó tê từng dừng một, phải gọi một nhanh thì nó vào ngồi xuống thì mới đứng được. Thế nhưng giờ tôi uống cái sản phẩm này thì tôi đứng được, đứng được đâu. Tôi có thể đứng được nửa tiếng, không có gì cả. Đấy là cái kết quả mà tôi thấy rõ nét nhất mà tôi dùng cái body này. Cái thứ hai là đối với cái bệnh hút của tôi ấy, là trước kia là tôi cứ phải một tháng tôi phải uống bệnh hút một lần. Không uống thì nó sưng ở cổ tay, cổ chân, nguy hiểm. Nhưng bây giờ là tôi dùng 2 tháng nay không uống nữa. Tôi dùng uống body này 2 tháng này rồi thì tôi không phải dùng cái thuốc chữa hút nữa. Đấy cho nên cũng khỏi được. Thế cho nên bản thân tôi thì thấy rất là khỏe. Mà tôi cảm thấy là rất sung sướng và rất phấn khởi. Hôm nay có đủ sức khỏe để trình bày với các vị đại biểu và các quý khách hàng là cái kết quả mình đã sử dụng vừa rồi.